Mài răng sư tử. Sau khi Tổng thống Abraham Lincoln đắc cử vào năm 1860, 11 tiểu bang theo chế độ nô lệ ở miền Nam Hoa Kỳ đã tuyên bố ly khai khỏi Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và lập ra Liên minh miền Nam. 25 tiểu bang còn lại ủng hộ chính phủ liên bang miền Bắc. Cuộc phân tranh Nam Bắc bắt đầu diễn ra quyết liệt. Năm 1861, các lực lượng miền Nam tấn công một căn cứ quân sự của liên bang tại trang trại Fort Sumter. Tình hình chiến sự ở trang trại Fort Sumter diễn ra thế nào rồi? Tình hình rất căng thẳng thưa Tổng thống. Quân đội miền Nam hết sức hung hãn ạ. Nếu bọn họ đã như thế, thì chúng ta cũng không kiêng nể gì nữa. Anh hãy kêu gọi một đội quân tình nguyện từ mỗi tiểu bang để chiếm lại các tài sản liên bang, và nhất là trang trại Fort Sumter. Nhất định phải chiếm lại trang trại Fort Sumter và các tài sản thuộc các bang miền Nam sau, thưa Tổng thống. Nhất định chứ, anh có ý gì khác sao? Thưa, tôi có ý này, không biết có nên nói không ạ? Anh nói đi. Dạ thưa, tôi nghĩ ngài nên từ bỏ các tài sản đó, vì tôi sợ nếu ngài vẫn cố theo đuổi thì sẽ khiến mọi người nghi ngờ lý tưởng giải phóng nô lệ mà ngài sắp sửa tuyên bố trong bản tuyên ngôn giải phóng nô lệ. Anh sợ rằng mọi người vẫn nghĩ tôi hiếu chiến và nhất quyết chiến đấu trong cuộc phân tranh Bắc Nam mà. Dạ đúng như thế ạ. Tôi hiểu ý anh, nhưng trước khi đi đến quyết định, tôi sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện. Chuyện gì thế ạ? Xưa ở một khu rừng nọ, có một con sư tử đem lòng yêu con gái của một người thợ rừng. Hôm đó nó quyết định đánh bạo đến gặp cha của cô gái để xin hỏi cưới cô làm vợ. Người nói sao? Người muốn hỏi xin cưới con gái ta sao? Đúng vậy, tôi ngưỡng mộ sắc đẹp của cô ấy đã lâu nên muốn cưới cô ấy làm vợ. Ông có đồng ý không? Cha, con sợ lắm. Điều này... Ông yên tâm, nếu như ông gả con gái cho tôi sẽ cho ông rất nhiều vàng bạc châu báu. Con gái của ông cũng sẽ được sống sung túc suốt đời. Làm thế nào bây giờ? Nếu như ta từ chối thì con sư tử này chắc chắn sẽ nổi điên và làm hại cha con ta. Nhưng ta đồng ý thì cũng không được. Con gái ta không thể làm vợ sư tử được. Thế nào? Ông có đồng ý gả con gái của ông cho ta không? Phải rồi, ta đã có cách. Thôi được, ta sẽ gả con gái của ta cho ngươi. Nhưng ta vẫn còn điều e ngại. Điều gì thế? Đó là răng nanh của ngươi quá dài, có thể làm tổn hại đến con gái ta. Vì vậy, nếu như ngươi muốn lấy nó thì phải mài bớt răng đi. Tưởng gì, chuyện đó thì quá đơn giản với ta. Ta sẽ làm được ngay. Cha, cha định gả con cho con sư tử đó thật ư? Con yên tâm, cha đã có cách của mình rồi. Cha sẽ không để mất con đâu. Ta sẽ mài cho răng ngươi mòn hết đi có được không? Được chứ, càng mòn càng tốt. Mình đã có hạt răng như ý rồi. Thế nào, bây giờ tôi có thể cưới con gái của ông được rồi chứ? Răng thì đã mài rồi, nhưng móng vuốt của ngươi nó dài quá. Nó cũng có thể làm con gái của ta bị đau. Móng vuốt dài à? Chỉ cần ta nhổ hết đi là được chứ gì? Giờ thì ta có thể lấy vợ được rồi. Nào, bây giờ ta đã có thể lấy con gái ông làm vợ được chưa? Ta đã không còn răng nhọn, cũng không còn những chiếc móng vuốt sắc bén. Sẽ không thể làm hại con gái ông được nữa đâu. Đúng, ngươi sẽ không thể làm hại con gái ta được, và cũng không thể làm hại ai được nếu như không có hàm răng và móng vuốt sắc bén. Vậy thì còn chờ gì nữa mà ông không gả con gái cho ta?
Gả con gái cho ngươi sao? Đừng có nằm mơ. Bây giờ ngươi đã là một con thú vô hại, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Cái gì? Thì ra ngươi lừa ta sao? Con gái, từ giờ con có thể sống yên ổn được rồi. Cha, con cảm ơn cha. Anh nghĩ xem, nếu như tôi quyết định từ bỏ trang trại Fox Hunter và những tài sản khác, vậy thì tôi có giống con sư tử đó không? Điều này anh thấy đấy, chỉ vì tin một người thợ rừng mà con sư tử đã tự hủy hoại hết vũ khí của nó, rồi trở thành một con thú vô hại đáng thương. Kết cục của nó là phải hy sinh mạng sống của mình một cách quá dễ dàng. Anh có muốn tôi giống như con sư tử đó không? Nếu như bây giờ tôi từ bỏ trang trại Fox Hunter và các tài sản liên bang, thì vô hình chung tôi đã chấp nhận tước bỏ vũ khí của mình. Khi đó các kẻ thù bên ngoài sẽ nhắm vào tôi để tấn công. Liệu như thế có tốt không? Còn về lý tưởng giải phóng nô lệ của tôi, sau khi trận chiến này thành công, tôi mới có ý định thông báo. Hơn nữa, tôi tin tưởng rằng lý tưởng của tôi sẽ được tất cả mọi người chấp thuận. Vì thế, điều chúng ta cần làm bây giờ là chiến đấu chứ không phải là lùi bước. Anh hiểu không? Tôi hiểu rồi, thưa Tổng thống. Tôi đã quá nông cạn rồi. Trong mọi hoàn cảnh, chúng ta phải luôn luôn giữ vững lập trường và niềm tin vào chính bản thân của mình. Điều đó sẽ giúp chúng ta thành công trên con đường mình đã chọn. Cảm ơn Tổng thống đã cho tôi một bài học quý giá. Tôi xin ghi nhớ điều này ạ. Đây là một câu chuyện có thật về Tổng thống Abraham Lincoln vào những năm đầu thế kỷ 19. Giấy ghi nợ. Thôi, con đi ạ. Lên đó chăm chỉ học tập, nhớ giữ gìn sức khỏe. Việc ở nhà đã có ba mẹ lo, không phải suy nghĩ gì cả. Ba mẹ cứ yên tâm, con sẽ tự chăm sóc bản thân ạ. Ừ, lên đó ở nhà trọ, an ninh phức tạp, có cái máy tính là giá trị nhất, con phải cẩn thận nghe con. Dạ vâng, con nhớ rồi. Thôi, đi đi con. Con trai lớp mình kìa, vào tí đi. Thôi cậu vào đi, tớ về trước đây. Vào chút thôi, học hành cũng phải giải trí chứ. Nghe nói bọn này đấu điện tử cừ lắm, vào xem chứ mất gì mà sợ. Cậu biết chơi không? Chơi thử ván xem thế nào. Nếu thắng tớ, mời cậu chào cà phê. Tớ chơi không giỏi đâu. Chơi cho vui thôi mà, bạn bè cùng lớp chả lẽ lại không nể mặt nhau. Thế chứ, sợ gì không chơi. Thắng rồi. Không ngờ bọn sách mà chơi giỏi vậy. Thật ra bọn tớ toàn chơi tiền thôi, mỗi ván 200.000 đồng. Nếu cậu thích thì tuần sau đến đây chơi. 200.000 đồng cũng đủ tiền ăn một tuần. Chúng ta chơi không giỏi, mình thắng vài trận thì không phải xin tiền ba mẹ nữa. Ừ, tuần sau tớ đến. Sao hôm nay đen thế, thua 2 trận rồi. Thắng thua mai đuổi cả. Cậu đưa tớ 400.000 đi, chơi tiếp không? Tớ hết tiền rồi. Tớ thấy cậu còn cái máy tính xách tay đó. Ừ, không được đâu, máy tính tớ còn để làm bài tập. Hơn nữa, chơi đi, làm sao mà đen mãi được. Biết đâu chẳng những gỡ lại mà còn có thêm. Được, chơi tiếp ván nữa.
sao con về tối muộn vậy con? Cơm nước gì chưa? Dạ, con... Con làm sao? Có chuyện gì thế? Sao trông con buồn bã vậy? Con đánh mất máy tính rồi. Máy tính mất rồi? Để đâu mà mất? Cả nhà chắc bóp mãi mới mua được. Con ra bắt xe, chẳng may bị trộm móc mất. Lớn bằng bé tuổi đầu, có cái máy tính cũng không giữ được. Thôi mẹ nó ơi, để thằng bé nghỉ ngơi đã, đằng nào cũng mất rồi. Con đi rửa mặt mũi chân tay đi, rồi vào ăn cơm. Vâng ạ. Cái thằng bé này, quần áo bẩn để lẫn hết vào đây rồi, phải để riêng ra mẹ giặt cho chứ. Về chơi được mấy hôm con? Con về xin tiền mai con đi luôn ạ. Tiền ăn tháng này con cầm lấy. Máy tính nếu cần con chịu khó nhờ bạn ít hôm. Mấy tháng nữa có lứa heo mới ra, rồi ba mẹ sẽ cố lo liệu. Mà mẹ nó nè, bà gói mấy chục trứng. Mẹ nó chăm chú đọc cái gì mà từ nãy không nghe tôi gọi thế? Cái giấy ghi nợ của nhà bác hai hôm trước ấy mà. Mấy hôm nay tôi tìm mãi mới thấy. Thôi hai cha con nói chuyện đi. Mẹ đi gói cho con chục trứng gà, mang lên mà ăn. Mẹ! Mẹ biết con muốn nói gì rồi. Con muốn giải thích chuyện này phải không? Mẹ ơi, con sai rồi. Con đã cầm cố cái máy tính mà ba mẹ mua cho con. Lâm ơi, nếu con biết thương ba thương mẹ, con phải chấn chỉnh lại mà học hành. Đừng để ba mẹ vất vả, nhọc công vô ích nghe con. Con hư quá phải không mẹ? Mẹ tha lỗi cho con. Lần sau con sẽ không bao giờ làm như thế này, cũng như gian dối ba mẹ nữa đâu. Tình yêu khoa học. Bác sẽ giới thiệu cháu với cậu Pierre Quiry, hy vọng cậu ấy sẽ cho cháu dùng chung phòng thí nghiệm. Anh ấy có khó tính không bác? Gặp rồi cháu sẽ biết. Xin chào giáo sư Joseph. Chào nhà khoa học trẻ. Đây là Marie. Tương lai cô bé cũng sẽ là một nhà khoa học đấy nhé. Nhà khoa học? Một phụ nữ ư? Cậu cứ chờ mà xem. Còn giờ cậu có vui lòng chia sẻ phòng thí nghiệm với cô bé không nào? Cháu không hiểu một phụ nữ có thể làm gì ở phòng thí nghiệm cơ chứ. Phụ nữ xuất hiện ở phòng thí nghiệm vì họ đang làm nghiên cứu khoa học cũng giống như các anh thôi. Anh Pierre à? Vâng, vậy thì tôi sẽ chờ xem. Cô Marie không ăn tối à? Tôi chưa muốn ăn, anh cứ đi đi ạ. Khuya thế này rồi mà cô ấy vẫn còn làm việc sao? Hay ngủ rồi mà quên tắt đèn? Chà, có vẻ quyết tâm đấy. Để xem cô cống hiến cho khoa học được bao lâu. Mary dạo này thế nào, Pierre? Suốt 10 ngày nay, lúc nào cô ấy cũng ở phòng thí nghiệm, chắc cũng sắp đuối rồi. Phụ nữ thì làm sao đủ sức để theo đuổi những thí nghiệm kéo dài, có khi đến hàng năm trời chứ. Tất cả chỉ là phỏng đoán chủ quan của cậu. Ta lại nghĩ khác. À, mà bà nhà ta vừa nấu món súp ngon lắm. Cậu mang một ít về cho cô bé nhé. Vâng, thưa giáo sư. Cô Mary ơi, cô Mary. Cô Mary. Tôi chưa thấy một người phụ nữ nào làm thí nghiệm đến quên ăn quên ngủ như cô. Cô cần giúp gì cứ nói với tôi nhé. Cảm ơn anh Pierre. Cô Mary có dự định gì cho tương lai chưa? Tôi chỉ muốn được làm khoa học suốt cả đời mình. Phụ nữ thường thích nấu ăn, khâu vá, thiêu thùa, sao cô lại thích khoa học? Mẹ và chị gái tôi đều mất sớm vì bệnh tật. Từ đó, lúc nào tôi cũng muốn nghiên cứu những ứng dụng khoa học để chữa bệnh cho mọi người. Anh Pierre ạ,
Tôi nghĩ có một nguyên tố hóa học có tính phóng xạ rất cao mà chúng ta có thể sử dụng để điều trị ung thư. Nhất định tôi sẽ tìm ra nguyên tố đó. Cô Mary, cô có một tình yêu khoa học thật đẹp đẽ. Tôi tin cô sẽ thành công. Cô Mary, cô có thư nè. Mary, có chuyện gì sao? Không, không có chuyện gì cả. Chỉ là thư của ba tôi thôi. Mary! Mary! Pierre, sao anh lại đến đây? Giáo sư Joseph bảo rằng cô định về Ba Lan. Tại sao cô lại quyết định đường đột vậy? Tôi đã hứa với cha khi học xong sẽ trở về sống bên cha và làm việc ở đất nước tôi. Nhưng sao cô không nói với tôi? Việc đó thực ra đâu quá quan trọng. Sao lại không quan trọng? Cô phải ở lại đây. Chỉ ở đây cô mới có điều kiện tốt nhất để nghiên cứu khoa học. Cô không có quyền bỏ rơi khoa học. Khoa học cần cô Mary à? Khoa học cần tôi ư? Sao anh lại nói vậy? Chẳng phải chính anh vẫn nói phụ nữ thì hợp với thiêu thùa mai vá, không hợp với nghiên cứu khoa học còn gì? Giờ tôi hiểu mình đã nhầm. Và anh cũng cần em, Mary à. Không lâu sau, Mary chấp nhận lời cầu hôn của Pierre và đổi tên thành Mary Guiri với sự hỗ trợ tận tâm của chồng. Mary Guiri đã ghi tên mình vào lịch sử khoa học thế giới khi trở thành người phụ nữ đầu tiên nhận giải Nobel cao quý ở hai lĩnh vực vật lý và hóa học. Chuyện nhà bé Minh. Nhanh vào Minh, sắp muộn giờ học rồi kìa. Con xong rồi đây ạ. Chết rồi, muộn giờ rồi. Đã thế lại còn mắc đèn đỏ nữa chứ. Hôm nay có buổi họp quan trọng mà không đến kịp thì chết dở. Nhanh nào. Đèn vẫn đang đỏ mà ba. Khi đang vội thì phải nghĩ cách thật linh động để giải quyết được vấn đề nhanh nhất chứ. Ồ, thì ra là vậy. Hai cha con chuẩn bị ăn tối nhé. Dạ. Hôm nay ở lớp có gì vui không con? Dạ, hôm nay cô trả bài kiểm tra, con được 10 điểm đó ạ. Tốt. Phải phát huy đấy nhé. Ăn nhiều vào, còn có sức mà học nghe con. Càng lên lớp, bài vở càng khó. Có gì không hiểu cứ hỏi ba mẹ. Sao bài này khó thế nhỉ? Mai cô kiểm tra vỡ bài tập rồi. Không làm đủ bài sẽ bị phạt. À, phải rồi. Cậu làm xong bài tập rồi hả? Cho tớ mượn vở về để làm xong, tớ tham khảo nhé. Được thôi. Hay là mình... Con đang chép bài bạn đó à? Dạ, dạ, con... Con có biết như thế là xấu lắm không? Mẹ đã bảo, có gì không hiểu phải hỏi ba mẹ rồi kia mà. Có chuyện gì mà to tiếng với con vậy mẹ nó? Anh xem, con nó không tự giác làm bài tập về nhà, lại mượn vở bạn chép bài thế này đây nè. Tại bài tập khó quá, mà mai cô kiểm tra rồi, nên con mới... Thế là con không đúng rồi. Nếu mai cô thu bài, thì con phải sắp xếp thời gian làm bài tập sớm hơn chứ. Mượn vở bạn chép bài là con đã vi phạm nội quy của trường lớp. Hành động đó là rất xấu, con biết chưa? Lần sau con không được như thế nữa nha. Lần đầu ba mẹ chỉ nhắc nhở. Nếu tái phạm sẽ phạt nặng đó, nghe chưa? Tại mai nộp rồi nên con mới thế.
Lại con cái à? Hôm trước ba cũng thế mà. Ba cũng thế. Hôm trước ba đưa con đi học, đến ngã tư đèn vẫn còn đỏ mà ba lại đi. Ba bảo khi đang vội thì phải nghĩ cách nào thật linh động để giải quyết vấn đề nhanh nhất còn gì. Anh như vậy là cũng sai rồi. Dù vội đến mấy nhưng phải chấp hành luật an toàn giao thông, còn làm gương cho con học tập chứ. Ừ, anh biết rồi. Con cũng biết lỗi rồi, từ nay con sẽ không thế nữa. Thương gia và lão nông. Thôi chết, đã nửa chiều rồi, phải đi thôi. Không biết túi vải của ai bỏ quên. Nhớ có người tham lấy mất thì tội nghiệp cho người mất của lắm. Thôi, cứ mang về nhà rồi viết mảnh giấy để người mất biết mà tìm. Đây là đồ người ta bỏ quên trong miếu. Mình xem trong túi có gì. Mai mốt có người đến nhận, đúng thì trả lại cho người ta. Ôi, vàng! Nhiều vàng quá ông này. Ừ, nhưng vàng này là của người ta, bà chớ có đụng tay vào. Mình an tâm, tôi hiểu chứ. Cụ ơi, cụ có thấy cái túi ở đây không? Túi nào? Thì cái túi hành lý tôi để quên hồi trưa trong miếu này. Quá thật, lâu không thấy túi đồ anh nói. Khổ thân tôi, thế là tôi mất hết cả sản nghiệp dành dụm từ hơn 10 năm nay. Bao nhiêu công lao trôi sông trôi biển cả rồi, khổ thân tôi chứ. Tôi thì không thấy cái túi, nhưng mà có mảnh giấy của ai đó dán ở đây. Có lẽ để lại cho anh đây. May quá, cảm ơn cụ. Phải đến xin chuộc lại cái túi. Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? Tôi là người bỏ quên túi vải trong miếu trưa nay. Nghe nói... Nếu đó là của bác, thì bác phải nói xem túi đồ của bác như thế nào. Trong đựng những gì? Đó là túi vải. Trong đựng một ít lương khô đi đường. Thế thì không phải túi của bác. Thú thật với bác, cũng còn một số vàng trong một gói vải khác màu đỏ. Xin bác hãy đợi một chút. Quả thật đó là túi đồ của bác rồi. Xin mời bác nhận lại. Ôi, thật là tôi lại tìm thấy nó sao? Cảm ơn anh rất nhiều. Vàng của tôi kể như đã mất, mai sau lại gặp tấm lòng quý của bác. Tôi xin biếu bác một nửa để tỏ lòng thành thật biết ơn. Ấy chết, trả lại đồ vật không phải của mình chỉ là một việc bình thường, có ơn gì đâu mà đền. Bác đã làm một việc thiện, được đền ơn là đúng lẽ đời mà bác. Đã làm việc thiện đừng nghĩ đến ơn nghĩa, đạo lý xưa nay vẫn dạy như vậy. Thôi, xin bác cứ vui lòng nhận lại, đừng làm thế. Bác phải lau tâm khổ tứ làm lụng bao nhiêu ngày mới có được chút của ấy. Đâu phải bỗng dưng từ trên trời rơi xuống mà có được. Bác khỏi ái nái làm gì. Bác có cho, có biếu, tôi cũng xin không nhận lại đâu. Phàm có tiền dễ quá, người ta dễ trở nên hư đốn. Bác thông cảm giúp.
tấm lòng bác thật là tấm lòng của tiên, của Phật. Xin ngàn lần cảm ơn bác. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.